Chào mọi người, mình là Thu Yến. Hiện tại thì mình là mẹ bỉm giữa hai con. Đây là cháu Mon, còn đây là cháu Kitty, hai con của mình. Bạn Mon thì năm nay là được 2 tuổi, còn đây là bạn Kitty thì bạn năm nay là chuẩn bị lên lớp 1, là cháu được 6 tuổi. Mình thì vừa cho hai con đi khám tổng quát về thì trộm vía là bác sĩ có khen là hai con nhà mình phát triển rất là tốt và mọi chỉ số về cân nặng và chiều cao đều đạt chuẩn. Thì thực sự mình rất là mừng. Cũng chia sẻ với các mẹ là cái quãng thời gian trước đây thì mình khá là mệt mỏi trong cái chuyện là con ăn uống rồi là ngủ nghỉ rồi cân nặng của con. Thì trước đây thì hai con nhà mình rất là lười ăn mà lại hay ốm vặt nữa. Không hiểu như thế nào hay hai chị em rủ nhau hay làm sao ấy mà cả hai đứa đều rất là không hợp tác trong cái chuyện ăn uống, thì rất là lười. Và cứ kiểu như là lên cân được một chút ý, thì ốm một cái là cân nặng lại bị giảm. Các cụ nói cũng không có sai, đúng kiểu là 3 ngày béo 7 ngày gầy ý. Mình đi làm thì đã bận rộn như vậy rồi mà về nhà thì cứ cơm cơm nước nước mà nấu cho con ăn xong thì con lại bất hợp tác như thế thì mình rất là mệt mỏi. Và cái chuyện ăn uống đã như vậy rồi mà đến cái giấc ngủ của hai con cũng rất là chập chờn, cứ ốm liên miên như vậy. Sau cứ mỗi lần ốm như vậy thì là hàng xóm rồi là mọi người ai cũng cứ than, cứ nhìn rồi xót thì cũng bảo là sao con còi ốm thế. Thì thực sự mình rất là áp lực và mệt mỏi. Và hai vợ chồng mình ấy thì đều cũng mong muốn là con được khỏe mạnh. Và nhìn con nhà người khác mập mạp trộm vía thì thực sự là hai chồng cũng rất là thèm muốn con nhà mình được như thế. Nhưng mà cứ mỗi lần con ốm thì chắc chắn là không tránh khỏi được cái sự to tiếng. Và cái quãng thời gian đấy thì mình gần như là rất là sờ chết. Thì mình cũng có là đăng ở trên Facebook ấy để chia sẻ cái câu chuyện của mình, thì mình cũng được các chị em khuyên rồi là động viên. Và cũng may mắn là được hội chị em bỉm sữa là chia sẻ cho khuyên là cho hai bé nhà mình dùng cái kẹo dẻo Happy Vitamin này. Và lúc đấy thì mình thực sự là ồ thì ai mách gì thì mình cứ thử xem thế nào, thì mình xin ngay cái địa chỉ để mà mua dùng. Mình cho hai con ăn rất là nhàn. Bây giờ là cứ bày đồ ăn ra là hai bé tự xúc, thậm chí là có lúc còn tranh nhau ăn ý. Bởi vì mình thấy là khi mà từ khi sử dụng kẹo này thì thấy các con là kiểu như là kích thích ăn ý, các cháu là ăn uống tốt hơn hẳn. Và trước đây thì cứ một tháng là ốm một lần, nhưng mà từ khi mà sử dụng kẹo dẻo Happy Vitamin này thì là các con là trộm vía là ít ốm hơn hẳn và gần như là không ốm. 2-3 tháng thì mình mới thấy là hắt hơi sổ mũi một lần thôi. Đấy thì gặp thì ai cũng khen là các con độ này là phổng phao lên hẳn. Mình cũng thấy là bản thân mình cảm nhận là thấy các con là ngoài cái việc là mà ăn tốt hơn thì các cháu là còn ngủ cũng rất là tốt và trộm vía là gần như là không ốm. Thì thực sự là mình quá là bất ngờ với cái hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Cái đợt đấy là mình sử dụng cho con khoảng hơn 2 tháng thôi là mình đã thấy cái hiệu quả mà sản phẩm mang lại rồi. Và thực sự là bản thân mình ngồi đây chia sẻ với các mẹ nhưng mà vẫn còn rất là bất ngờ và thấy cực kỳ là hài lòng với cái kết quả mà sản phẩm mang lại. Thế là qua đây thì mình cũng khuyên các mẹ là nếu ai các mẹ nào có con mà lười ăn hay là chậm phát triển, các con hay ốm ấy, thì cứ thử cho con dùng kẹo dẻo Happy Vitamin xem sao, chắc chắn là sẽ cũng hài lòng giống như mình. Và kẹo thì phù hợp cho bé từ 1 đến 15 tuổi, cho nên là các mẹ cũng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Và đặc biệt là như bé nhà mình này, thì bạn Kitty này là 6 tuổi thì cũng đang trong cái giai đoạn là chuyển cấp từ mẫu giáo lên là lớp 1. Thì các con bắt đầu là phải làm bài nhiều hơn và làm quen với chữ viết thì mắt rất là mỏi và cũng đang trong cái độ tuổi thay răng ấy, thì con rất là cần những cái vitamin để mà nhất là vitamin A để tốt cho mắt và vitamin D3 thì tốt cho xương và răng. Thì trong cái sản phẩm kẹo này thì có đầy đủ những cái thành phần cũng như là các cái vitamin rất là tốt cho trẻ. Và bây giờ thì nhìn hai con cứ mỗi bữa ăn là cứ dành nhau kẹo rồi chia nhau ăn, thì thực sự bản thân của người mẹ mà thấy con như vậy thì mình vừa thấy yên tâm mà vừa thấy rất là hạnh phúc. Đúng như cái tên của sản phẩm là Happy Vitamin thì mình thực sự rất là hài lòng và rất là vui vẻ, rất là sung sướng bởi vì đã tìm được một cái sản phẩm tốt cho con như thế này. Rất là cảm ơn và hy vọng mình qua cái bài chia sẻ của mình thì cũng giúp ích được cho nhiều mẹ. Xin chào.